Chúng ta đi tiếp đến câu 3 của đề K3. Thì, đề câu 3 này thì là một dạng toán kinh tế và dạng toán này thì khá là dễ. Tuy nhiên thì nếu gặp câu này với một số bạn thì nếu các bạn không thạo toán kinh tế thì nó sẽ trở thành câu khó. Ở đây thì chúng ta biết được cái hàm doanh thu lúc nào chính là P nhân Q. Như vậy thì yêu cầu đề bài chúng ta tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại P bằng 50 và cho biết ý nghĩa. Thì điều đó chúng ta phải đi tìm ra cái hàm cầu. Và để tìm hàm cầu được thì cái điều đầu tiên chúng ta phải tìm ra được cái hàm doanh thu. Và hàm doanh thu thì được chúng ta nó sẽ là chính là nguyên hàm của MRDQ. Và chúng ta sẽ tính một hàm doanh thu như thế này. Và chúng ta biết là khi mà doanh nghiệp không sản xuất tức là khi sản lượng bằng 0 ấy, thì doanh thu lúc này nó sẽ bằng 0 và từ đó tính ra C bằng 0 và khi đó ta có hàm doanh thu nó là TR nó bằng 200Q mà trừ Q bình trên 6 mà ta lại có là TR bằng P nhân Q thì khi này đường cầu lúc này P nó sẽ bằng TR trên Q và kết quả của đường cầu lúc này bằng 200 trừ đi Q trên 6. Khi đó thì chúng ta sẽ tính được cái hệ số co giãn của cầu theo giá, nó chính là cái EDP. Bằng lúc này chúng ta sẽ áp dụng công thức thì nó bằng Q phẩy theo P. Tuy nhiên thì Q phẩy theo P nó bằng 1 chia cho P phẩy theo Q. Do là chúng ta đang để đường cầu ở dạng ngược nên là chúng ta có cái đối công thức này. Và tiếp đó là chúng ta sẽ nhân với P trên Q. Tất nhiên chúng ta có thể biểu diễn lại theo bằng cái việc mà thay P vào. Nhưng mà trong trường này thì chúng ta không cần biểu diễn cũng được. Thì do đó mà ta tại P bằng 50 thì chúng ta sẽ thay vào cái hàm cầu và chúng ta sẽ tính được cái mức sản lượng lúc này nó là 90. Và tại cái mức sản lượng này thì cái hệ số co giãn hay độ co giãn của cầu theo giá lúc này nó sẽ là trừ 6 mà nhân với P trên Q mà P lúc này bằng 50 mà trên Q là 900. Như vậy thì tính toán thì chúng ta được là EDP lúc này nó chính bằng là trừ 1/3. EDP lúc này nó chính là trừ 1/3 và xấp xỉ âm 0,3333. Như vậy thì tại cái mức giá P bằng 50 thì cái hệ số co giãn này sẽ cho biết là khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu sẽ giảm đi 0,33%.